Chào đồng chí, hôm nay chúng ta sẽ làm món gà quay tiêu giấy bạc nhé. Các đồng chí hãy chuẩn bị cho tôi đuôi gà và má đuôi gà. Như thế thì ngon hơn, được mua trong Vinmart. Nguyên liệu là gồm có 2 thìa tỏi băm, 2 thìa tiêu hạt, 2 thìa tương, này là tương ăn thịt nướng ấy, tương Hàn Quốc, 2 thìa tương ca, 2 thìa tương cà chua, tương ớt và tương cà chua, và 3 thìa tương xỉ mùi, cái này là bắt buộc phải có tương xỉ mùi nhé, thì nó có vị rất ngon. 1 thìa dầu ăn, 2 thìa hạt nêm, 1 thìa rưỡi đường và 1 thìa nước mắm. Trộn đều, quấy đều và sau đó là bóp. Bóp là trộn gà ấy, ướp cho nó đầy, cho nó thấm. Các đồng chí có thể bỏ vào tủ lạnh 2 đến 3 tiếng hoặc là bỏ qua đêm thì càng tốt, như thế thì nó sẽ ngấm hơn. Và bây giờ đến tiết mục quay. Các đồng chí chuẩn bị cho tôi 2 lớp giấy bạc, cuốn 2 lớp thì giúp cho cái miếng gà nó không bị rách ấy. Cái tơ nó bị tách ra ấy. Các đồng chí cuốn như thế theo chiều cùng một chiều để khi mình muốn mở ra thử thì dễ hơn. Xét nhiệt của nồi chiên không dầu là 180 độ 30 phút và 200 độ 30 phút. Còn các đồng chí không có nồi chiên thì có thể bỏ lên cái chảo dây đầy vung lại và nó sẽ chín từ từ. Đó, như thế là chín rồi. Mời các đồng chí thưởng thức, tôi đảm bảo là rất vừa miệng. Mời các đồng chí